tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng. Cao Minh Hưng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tác giả và tác phẩm ngày hôm nay qua hệ thống của đài IBC TV cũng như là chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show với chủ đề là tác giả tác phẩm như chúng tôi đã thưa. Đây là một dịp để chúng ta nói về những người tác giả vinh danh đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức để sáng tác những nhạc phẩm trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Vừa rồi thì Mùa Thu Yêu Đương của nhạc sĩ Lam Phương, và chúng ta đã biết đôi nét về hoàn cảnh ra đời của bài hát này cũng như về nhạc sĩ Lam Phương, một trong những cây phải nói là cây cổ thụ về âm nhạc của nền âm nhạc Việt Nam. Thì bản nhạc sắp tới đây cũng là một cái cổ thụ khác trong nền âm nhạc Việt Nam, và mời các My có thể gửi lời giới thiệu bài hát này đến khán giả của đài BC TV. Dạ, các My rất là hãnh diện vì khi mà trong nền âm nhạc Việt Nam của mình có rất là nhiều nhạc sĩ đã cống hiến đời mình cho nghệ thuật, thì trong đó ngoài nhạc sĩ Lam Phương thì bài hát kế tiếp là do người nhạc sĩ cũng đã cống hiến cho nghệ thuật rất là nhiều, đó là cố nhạc sĩ Anh Bằng. Dạ, và bài hát kế tiếp thì mình vừa nghe một bài hát về mùa thu yêu đương rất là lãng mạn và dễ thương của không khí Paris, thì bài tiếp theo của mình sẽ là về mùa đông. Bài hát có tựa là Cho Kỷ Niệm Mùa Đông qua giọng hát của ca sĩ Thảo Ly. Đúng rồi. Dạ. Thì trong cái ít phút mà các My đã đưa từ mùa thu vèo một cái qua tới mùa đông. Dạ. À, mùa đông. Nhắc tới nhạc sĩ Anh Bằng thì chúng tôi mỗi lần nhắc đến ông với những cái kỷ niệm và những cái cảm xúc. Thì như là các My cùng khán giả cũng biết, thì nhạc sĩ Anh Bằng với một cái gia tài đồ sộ trên 600 những nhạc phẩm mà ông đã cống hiến trên nền âm nhạc Việt Nam, rất là nhiều cái thể loại khác nhau, từ quê hương tình ca tới dòng nhạc của những người tị nạn ta lưu vong. Ông còn là người đồng sáng lập của câu lạc bộ tình nghệ sĩ mà chúng tôi có cái cơ may, có cái duyên để cùng ông thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ vào năm 2010. Và những chương trình trước đây chúng tôi cũng có giới thiệu, cũng như là một số anh chị em hội trưởng cũng đã đến đây để chia sẻ những tâm tình. Trở lại với bài hát Cho Kỷ Niệm Mùa Đông thì cũng là một sáng tác, một trong những sáng tác ông sáng tác sau năm 1975 để ghi lại cái tâm trạng, cảm nghĩ của người Việt Nam tị nạn chúng ta xa quê hương đến định cư một nơi miền đất mới, và những cái kỷ niệm, cái lưu luyến về những cái kỷ niệm mùa đông, đặc biệt là mùa Giáng sinh đi qua, thì nó đã dàn trải trong những bài hát như vậy. Không biết riêng đối với các My thì khi mà nghe bài hát này thì có cảm nghĩ của các My như thế nào? Khi mà em nghe những bài hát mà có vũ điệu giống như là giai điệu buồn như vậy á, thì các My cảm thấy rất là nhớ nhà. Tại vì khi ở bên Việt Nam thì mình không có cái mùa đông, nhưng mà khi mình qua tới bên đây á, là tới mùa đông là rất là nhớ nhà, không khí lạnh. Và đặc biệt nữa qua cái giọng hát của chị Thảo Ly. Chị Thảo Ly lúc nào cũng hát những bài hát gọi là quê hương hay là về thời trước, là hát rất là hay, truyền cảm được bài hát rất là làm cho mình nghe xong mình lắng động vào tâm hồn rất là nhiều. Thưa quý vị, thì có lẽ nhắc đến cái sự cống hiến của nhạc sĩ Anh Bằng đến với nền âm nhạc Việt Nam thì có lẽ là nhiều chương trình talk show cũng không thể nào nói hết được. Từng bài hát nó ghi lại những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm mà chúng ta nghe từng bài hát, nó để lại trong lòng chúng ta một cái gì đó khó quên. Thì Cảm ơn anh nghĩ là chúng ta ngày hôm nay có nói đôi nét về cái sự sáng tác của ông mà chúng có lẽ có một chương trình trước đây Cảm ơn anh cũng nhắc đến. Thì ông là một người phải nói đặc biệt rất là yêu mến bạn bè, và hình như là có một số đông những anh chị em thi sĩ cũng có cơ duyên ông được ông phổ nhạc. Thì đối với nhạc sĩ Anh Bằng, nếu quý vị để ý, ông thì không có phổ nguyên một bài thơ mà ông chỉ trích đoạn một số đoạn nào đó, hoặc là lấy mực ý. Ví dụ như bài khúc Thủy Du chẳng hạn, một số ý trong đó, và đôi khi ông đổi luôn cái chủ đề, nhưng mà nó làm cho bài hát được thăng hoa hơn và làm cho đi vào lòng người nhiều hơn. Nhưng mà đặc biệt là ông không bao giờ ghi tên của ông là người đồng sáng tác cái lời. Mặc dù cái lời của ông nhiều khi đến hơn 50% là lời của nhạc sĩ Anh Bằng, nhưng mà ông lại chỉ ý thơ. Tuy nhiên ông vẫn gọi là đưa hết credit cho cái người sáng tác bài thơ này. Thì đó là một cái điều rất là hay, một cái gì đó rất là tính khiêm nhượng của ông mà tất cả các nghệ sĩ rất là quý mến. Có thể nói ông là một trong những người nghệ sĩ mà chúng ta không có nghe một cái tiếng gì xấu. Nhắc tới nhạc sĩ Anh Bằng là chúng ta nhắc đến những cái điều hay, những cái gì đó, một cái tình yêu quê hương đất nước của ông luôn luôn dành cho quê hương đất nước. Em rất là kính trọng những người nhạc sĩ hoặc là những anh cô chú anh chị làm nghệ thuật đi trước. Lại tại vì á, giống như có rất là nhiều người làm nghệ thuật, nhưng mà có những người đã
chịu san sẻ lại cho những đàn em để chúng em có thể học hỏi, thì càng tụi em sẽ được trao dồi nhiều hơn. Thì giống như là anh Cao Minh Hưng đã từng được làm việc với nhạc sĩ Anh Bằng, thì anh Cao Minh Hưng cũng có được cái tính khiêm tốn và khiêm nhường, cũng như là những gì các My mới tham gia vào câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thì anh Cao Minh Hưng cũng chia sẻ và giúp cho các My học thêm nhạc rất là nhiều. Dạ, thì các My hy vọng là trong thời gian sắp tới các My cũng sẽ học hỏi thêm được nhiều những anh chị đi trước để làm mọi việc tốt hơn. Rất là cảm ơn các My. Thì ngày hôm nay các anh chị em nghệ sĩ cũng đến sinh hoạt và chúng ta có dịp để học hỏi lẫn nhau. Và trong những cái tâm tình này như vậy thì chúng ta cũng mong rằng quý vị các anh chị em nghệ sĩ, khi mà chúng ta giới thiệu những bài hát thì cũng sẽ nhắc đến những hoàn cảnh sáng tác, nhắc đến tên của người nhạc sĩ sáng tác. Như là ngày hôm nay chúng ta nhắc đến hai cái cổ thụ trong nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Lam Phương cũng như là nhạc sĩ Anh Bằng, với tất cả tấm lòng trân trọng của chúng ta. Thì chắc là trong những ngày cuối năm, chúng ta trước khi mà chúng ta gửi bài hát cho kỷ niệm mùa đông này, thì chắc là mời các My gửi một lời chúng ta chia tay khán giả, cũng như là một cái lời chúc đầu năm. Dạ, các My chúc tất cả khán giả của đài IBC TV có một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe, và quan trọng nhất là luôn luôn vui tươi để có thể xem chương trình. Mỗi chương trình là tác giả tác phẩm sẽ đưa tới những bài hát mới dành tặng cho khán giả của mình ạ. Rất là cảm ơn các My không những đồng hành cùng Cao Minh Hưng để giúp điều khiển chương trình này, mà các My cùng góp những tiếng hát, bỏ rất là nhiều thời gian công sức, là những cái làm những cái MV đôi khi phải đi về tận Việt Nam để làm những cái MV đó, rất là tốn kém rất là nhiều thời gian và công sức. Một lần nữa cảm ơn tất cả những quý nhạc sĩ, tác giả cũng như là những anh chị em nghệ sĩ đã thực hiện những cái video này để chúng tôi có thể có dịp để giới thiệu đến khán giả của đài IBC TV khắp nơi. Một lần nữa trước gọi là thêm năm mới 2024 thì chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý vị khán giả thân thương của đài IBC TV, quý vị, quý thầy trong ban giám đốc cũng như là các quý anh chị trong ban kỹ thuật, một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, và chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những cái hương sắc, những hoa thơm có lạ trong nền âm nhạc Việt Nam gửi đến khán giả gần xa qua hệ thống của đài IBC TV. Trong quan trọng nhớ thương anh vô vờ.
lần đầu thanh lễ mến quý gần với nhau, những lời hứa ban đầu giờ cũng thành thương đau. Đến mùa đông thứ mấy, kỷ niệm mình cách xa em từ nơi xứ lạ, nhớ Noel quê nhà xưa. Nửa đêm đi lễ mình quê gần